Alo, tôi nghe nè. Tin gì? Ai? Để tôi coi thử. Cảm ơn bà nha. Chủ tịch Trương Đăng Duy của tập đoàn xây dựng bất động sản Phát Đạt bỏ mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên đèo. Khánh Hà ngồi đi, để dân vô lấy nước cho. Thôi, không cần khách sáo đâu, cứ ngồi nói chuyện chút đi. Có nghe tin của anh Đăng Duy cho nên muốn đến thăm Dương. Bé Mỹ Ngọc nó sao rồi Dương? Mới đầu Mỹ Ngọc khóc la dữ lắm, nhưng rồi sau đó em ấy cứ im lặng không nói năng gì hết. Ráng ép lắm mới ăn được một chút xíu cầm hơi. Còn bác gái, bác gái sao rồi? Có lẽ trải qua nhiều đau thương, lần này bác ấy có vẻ mạnh mẽ hơn. Cũng nhờ có bác ấy, chứ nếu không dân còn không biết xoay sở làm sao nữa. Có gì cần thì dân nhớ gọi cho Hà nha. Cảm ơn Hà nha. Bây giờ ngoài Mỹ Ngọc ra mọi việc đều tạm ổn rồi. Cũng có mẹ dân ở dưới quê lên phụ cho dân nữa. Hà hiểu nỗi đau này. Hồi mà chị Khánh Băng mới mất, cả nhà Hà cũng không ai tiếc sống hết. Nhưng mà đến bây giờ, Khánh Hà tin là khi mất đi điều lớn lao này, Thượng Đế sẽ bù đắp điều lớn lao khác. Vì vậy, mình cũng phải tập để quen dần với sự mất mát tạm thời này. Thanh Dân, Dân ráng chịu đựng nha. Có nhiều lúc giờ không tin đây là sự thật. Nhưng hy vọng là anh ấy đang ở đâu đó rồi sẽ trở về thôi. Nhưng phải can đảm lên, phải chấp nhận thực tế. Có như vậy mới đủ sức đi qua những ngày tháng này. Nhưng biết rồi, mình sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. Con người chết rồi thì còn linh hồn không hả? Đêm nào tôi cũng mong anh Đăng Duy về báo mộng cho tôi biết. Nhưng mà tôi vẫn không gặp được ảnh, dù là trong giấc mơ cũng không gặp nữa. Con người chết rồi là hết. Em đừng có tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan đó nữa. Như ba mẹ của anh đó, bao nhiêu năm nay có khi nào về báo mộng cho anh đâu. Đăng Duy đã chết rồi, thế là hết, đã tan biến theo hư không. Chứ chúng ta có nằm mơ thấy gì đi nữa, đó cũng chỉ là huyễn hoặc. Anh mộng mà Đăng Duy chết lắm hay sao vậy ạ? Tại sao em vô lý tới như vậy? Đăng Duy là anh em của anh, em có biết cái chết của Đăng Duy khiến anh đau lòng tới mức nào hay không? Tiên Kim, Đăng Duy đã chết rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại đâu. Em hãy chấp nhận đi Tiên Kim. Tôi không chấp nhận. Tôi không chấp nhận. Em
Đăng Duy chết đi rồi thì còn em, còn có Mỹ Ngọc, Thanh Vân và cả mẹ anh ta nữa, luôn khóc vì anh ta. Còn anh, lỡ một ngày nào đó anh không còn trên cõi đời thì em có rơi nước mắt vì anh không? Từ nhỏ tới lớn anh luôn tốt với tôi, anh làm rất nhiều việc cho tôi, không phải là tôi không biết, nhưng tôi chỉ có một trái tim, mà trái tim này tôi đã trao cho anh Đăng Duy rồi. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, thậm chí anh vì tôi mà chết thì tôi cũng không thể nào yêu anh được. Còn khóc cho anh hả? Có thể tôi sẽ khóc thật nhiều, tôi cũng sẽ đau lòng rất nhiều, vì tôi biết rằng khi anh chết đi là trên đời này sẽ không còn một người nào đối xử tốt với tôi như vậy. Cho nên khi anh chết đi, tôi sẽ ôm anh mà khóc. Muốn được em ôm, muốn được em rơi nước mắt vì anh, anh phải đổi bằng mạng sống của anh sao? Buồn cười, đúng là buồn cười.